Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, kính chào những người thân quen trên kênh Tùng Quê. Kính chúc một ngày mới an lành, hạnh phúc thì mình vui trong cuộc sống, luôn bình an, trong các công việc đều được thành công. Kính thưa quý vị, Tùng Quê hôm nay có duyên. Tùng Quê hôm nay là ngày 23 tháng 3 2023 âm lịch. Tùng Quê có duyên là đến Long Xuyên. Đến đây thì có quen hai vợ chồng người bạn tên là cô vợ tên là Duyên. Quý vị, chúng tôi đến đây để dự buổi lòng tuần giáp năm cho mẹ hiền của cô Duyên. Quý vị, mẹ hiền tên là Đặng Thị Thương, hưởng thọ 93 tuổi, bà thọ cũng khá cao nha quý vị. Thì chúng tôi hôm nay xuống tại Long Xuyên thì đi cùng với đệ Dũng. Quý vị, hai anh em đi chung một chiếc xe. Và đến đây thì nơi đây cách đây 10 năm chúng tôi cũng chưa vắng, 10 năm để mới trở lại ở vị trí này quý vị. Tới đây thì thấy cảnh vật cũng rất là thay đổi lạ. Kính thưa quý vị, đây ra tới mé sông thì cũng gần đây. Gần đây có một cái mé sông phía ngoài sông Cái nha quý vị. Kính thưa quý vị, từ Long Xuyên xuống tới điểm này thì cách khoảng vài cây số. Thì kính mời toàn thể quý vị cùng chúng tôi hôm nay tham dự cái buổi làm tuần thất của cụ bà Đặng Thị Thương, họ 93 tuổi, tức là mẹ hiền của Duyên. Thì hôm nay thì chúng tôi xuống đây thì gặp các anh trong nhà, hai vợ chồng của cô Duyên tiếp đón cũng rất là đồng hậu. Hiện tại thì khoảng giờ này khoảng 10 giờ, gần 11 giờ quý vị, thì khách thì chưa có đến đông không. Và kính mời quý vị vô phía trong để mình thăm, để coi trong phía trong các ngôi thờ như thế nào, quý vị, kính mời. Rồi, chào các anh. Anh là anh thứ mấy? Thứ tư rồi hả? Dạ. Anh tư tên gì qua đây? Thứ thấm hả? Rồi giờ tính hai anh em tính nhậu quá vậy. Làm gì có. Rồi chào em. Bữa nay mình gặp anh Lợi cũng vui vẻ. Dạ. Như ngày nào. Rồi chào chào anh bạn của chúng tôi. Đây là ông xã của cô Duyên. Bữa nay là mình không có bán đồ chay. Nghe nói thì hôm nay thì gia đình cô Duyên không có đi bán đồ che ở nhà để mà có sao đâu, có sao nói vậy. Dạ. Để ở nhà mà lo phụng sự cái ngày lắm từng cho nó chu đáo vậy. Thôi bây giờ mình lên trên nhà để mình viếng lại các ngôi thờ. Thôi chào anh An, hai anh An. Tính lên. Kính thưa quý vị, hiện tại các ngôi thờ cũng trang trí bông hoa cũng khá đẹp nha quý vị. Thì nghe nói là Duyên là người cấm bông. Hiện tại thì ông xã của Duyên cũng đang vệ sinh các ngôi thờ cho sạch sẽ trang hoàng nha quý vị. Có những mình bông cũng khá đẹp nha quý vị. Bông này bông gì thấy cứ gọi lạ ta. Bông này kêu bằng bông gì anh? Bông hồng. Bông hồng hả? Bông hồng mà loại mới vậy đó. Vậy đó hả? Ở phía trên bằng Phật thì bông ly thì mình hiểu rồi đó. Bông hồng. Cũng được quá hen. Kính thưa quý vị. Tiếp theo thì mình cũng thấy chân Phật thì có một cái chậu bông ly cũng khá đẹp.
À, đây là bằng dông của bà nha quý vị. Giáp năm rồi. Nhưng mà cũng rất là sạch sẽ, gọn ghẽ. Vậy là duyên cắm bông hoa hả anh? Dạ, cắm ngày qua hay cắm ngày nay? Qua hả? Dạ. Không thấy bà rõ không, hơi xa xa. Rồi, thôi có bình bông cũng rất là đẹp. Rồi mình ra ngoài mình còn cái bàn hương án, bàn Phật thì mình quay bằng Phật một chút chứ quý. Bàn Phật thì cũng gọn, cao, được. Dạ. Yeah. Có hai bình bông nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía trước cũng đẹp quá quý. Cái này thợ này cũng biết cắm bông rồi nha. Chuyên cắm hả? Dạ, cũng được quá em. Đơn sơ mà thấy bình bông phía trên chính giữa là lẻ quạt, rất là đẹp. Ồ, hay quá. Ủa, thì sau lưng cắm cái bờ cái lá gì mà thấy lạ lạ ta? Lá dừa. Lá dừa hả? Đẹp quá. Anh là ông xã Úc Duyên mà tên gì em quên rồi nè. Hai Liêm. Hai Liêm, đúng rồi, anh Hai Liêm. Hai Liêm là một vị thể trong gia đình cũng khá tốt bụng. Anh cũng rất là nhiệt tình lo cho ngài lắm lần từng. Thôi chào anh ha. Bắt đầu mình lo chuẩn bị tiếp khách ha. Rồi, tiếp theo. Dạ. Kính thưa quý vị khách, lúc này thì khách dòng họ bà con đã đến, còn khách từ xa thì một chút xíu nữa không quý vị. Hiện giờ con cháu cũng đang lo để mà tiếp khách. Biết sao không quý vị, nãy giờ chúng tôi có giới thiệu quý vị đó là những bình bông đẹp đó, ở trên trang Phật chủ quyền, và nhất là ở trên bàn thờ Phật để cầu nguyện đó rất là đẹp, mà chủ nhân người cắm đó là Úc Duyên đây, Úc Duyên của chúng tôi đây. Chào. Đẹp. Rồi vậy là người mọi người đều biết bông đẹp rồi, bây giờ gặp cái người cắm rồi. Bữa nay chủ gia đãi bánh lọt hả? Thấy sáng giờ múc bánh lọt khoe hoài. Ở đây là khách dòng họ mình hả vậy? Bà con không đấy ha? Dạ. Ổng gì, ổng gì mà đại gia đó, ổng là đại gia đó. Yeah. Rồi xin chào. Chúng tôi quý vị hiện tại đã tới giờ cơm buổi sáng nên trong nhà có đãi cơm thật ngon. Đây là nội bộ trong nhà đã dùng cơm. Cái mọi vị ha, cùng chúng tôi dùng cơm với gia đình mo gì đọc bài. Thank you.
cúng tập thể luôn cho nó đông đông, cái mình làm anh cúng luôn đi, tội hồn em. Mình đang có mình quay cái đầu. Anh làm xuống ngon nha. Khoan. Kể giờ bả chuyện sáu qua năm qua chín trăm con nhậu bả nhớ rồi. Mời cũng chung luôn nha anh chị. Đâu rồi đường sát thì mới thấy nhỏ đường có đẹp. Hello, bạn chút xíu. À, kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì chương trình cầu nguyện đợt tiếp theo được bắt đầu. Vậy thì chúng tôi xin mời anh Liêm. Liêm anh xin không đi. Hả? Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chị Út, mình đại diện cho gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, được biết hôm nay là ngày 23 tháng 3 2013, 2023, cũng là lễ tuần giáp năm cho thân mẫu trong gia đình. Được sự lời mời của quý quyến gia đình, tất cả chúng ta đến đây để hiệp tâm với gia đình, nhận lấy nén hương để cầu nguyện đến mười phương chư Phật gia hộ cho người thân trong gia đình được siêu sinh về miền cảnh giới cực lạc. Đứng trước những nghĩa tình cao đẹp của quý vị, thay mặt cho gia đình cảm ơn đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình cúng nguyện có những tiết mục như sau. Thứ nhất, chúng ta trình lễ nghi thức trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, ba ngôi thực, ba ngôi thờ. Thứ nhì là chánh lễ cầu siêu nơi bằng Phật ba lần, sau cùng là nghi thức bế mạc. Vậy chương trình cúng nguyện sẽ được bắt đầu, xin mời quý vị xây dựng bên trong chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo và đồng hướng về cửu quyền, đồng kính lễ ba xá cảnh Nam Mô Di Đà Phật, và đồng hướng về Tam Bảo, đồng kính lễ ba xá cảnh, đồng hướng về chân dung Đức Thầy, chí ân Đức Thầy, kính lễ cảnh bên trong xong xây bên ngoài, đồng hướng về Bà Thông Thiên, đồng kính lễ ba xá cảnh. Trong nghi thức tôn giáo xong, đến phần chánh lễ cầu siêu ba lần để bằng Phật, hướng về bằng Phật cảnh ba xá đồng quỳ. Cùng chắp tay hướng lên trán, thành tâm khấn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường Thọ 93 tuổi, cùng ông Nguyễn Hồng Lạc 84 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng lễ Phật, một xá đồng góp hương định hương. Định hương mời Phật xong, chúng ta lại tạ Đức Phật, tôi thấy lại quỳ và thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
thưa lên, thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa lên, thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa được bốn lại, mời đứng lên. Đồng xá ba xá, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Lượt thứ nhì, thứ ba, Mỹ Hương. Vậy hướng về bằng Phật, kính ba xá đồng quyền. Đồng chắp tay lên trán, thành tâm khấn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường, thọ 93 tuổi, cùng ông Nguyễn Hồng Lạc, 84 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng lại tạ Đức Phật, thành tâm để lại. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, thành tâm để lại. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, thành tâm để lại. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm để lại. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong rồi đứng lên. Đồng xá ba xá đi trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lượt sau cùng, đồng hướng về bằng Phật, kính ba xá và đồng quỳ. Vì đồng chắp tay lên trán, thành tâm khấn nguyện lần sau cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường, thọ 93 tuổi, cùng ông Nguyễn Hồng Lạc, 84 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dòng lễ tạ, thành tâm lễ lại. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm lễ lại. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm lễ lại. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thành tâm lễ lại. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa xong mà đứng lên. Đồng xá ba xá đi trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba lượt cầu nguyện Phật xong, chúng ta sẽ vào bên trong trình lễ nghi thức. Đồng hướng về cái quyền kính ba xá. Đồng hướng về tam bảo kính ba xá. Đúng về quê Đức Thầy, kính lễ Đức Thầy. Xong xe bên ngoài. Đồng hướng về bằng ông Thiên kính ba xá. Và sau cùng hướng về Phật kính ba xá lễ tắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa cùng nguyện đây đã viên mãn. Thắp bà cụ cây nhang, thắp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hiện tại thì khách cũng đã đến hơi khá đông đông không vị. Giờ này thì 11 giờ mấy không vị. Cô Duyên rồi ông xã cô Duyên cũng đang để mà tiếp tục mời quan khách dùng với gia đình. Hãy
Cái nồi vị hiện giờ 1800. Cái tô vị anh Sáu đã đến đây, anh Sáu này ở Lâm Xuyên nha vị. Cái đầu này là khuya nào cũng đem cháo lên bệnh viện cho hết trơn á. Giờ gắn y gian vậy hả? Dạ. Cái đó là cái đầu này gắt á là công đức vô lượng luôn đó. Dạ. Đầu của anh Sáu vẫn là phát cháo hoài vậy anh Sáu? Làm quen một cái đầu này luôn. Vậy thì ra đây là cái đòn của anh Sáu ta, vậy là phát cháo là không biết bao lâu năm rồi. Nhưng mà cái này là chánh, là chánh là giấc khuya là kiên trì, nhưng mà cái giấc khuya là rất là khó đó. Là cái đùi anh Sáu là anh nữ dân thư giáo lý viên ở ban sự trung ương học giáo hòa hảo, anh cũng là nằm trong ban phổ truyền Phật giáo hòa hảo trung ương nha quý vị. Mời mấy em cũ rồi đó. Cái này cho quạt lên rồi, cho quạt cái đi. Quạt này không được nè, quạt này đúng cái này đèn, có quạt ở dưới giữa. Kính thưa quý vị, hiện tại thì thấy có một cái đợt cúng nên chúng tôi cũng tranh thủ quay một chút. Thấy các chú này cũng lớn tuổi. Các chú ở đâu là chú? Gần đây ha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ.
Đây ông ăn dép thấy không? Ông ra đó cao cao xá cấm thường thầy. Ông dưới kìa. Chú ơi, ông là người cầm xuống cho con kèm cái này luôn. Đó, ông cầm xuống ông này ông nào để tôi giới thiệu ông ra cầm luôn, lúc nữa đưa cho ông luôn cái này giùm ha. Đi đó cầm rồi để ông hai cũng luôn đi. Nói luôn, cầm luôn, nói luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện kính đức thầy và qua sự đề nghị thay lời trong tăng gia kính chào mừng quý ông bà cô bác ông anh em kính mến. Kính thưa chư vị vừa qua thân mẫu mất theo nghi thức tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, gia đình đã giác ngộ nên chi thực hiện tuần tự thấm thoát, và hôm nay lễ tuần giáp năm là tuần thứ 9 trong 10 tuần, không gì hơn. Và gia đình giọng bàn thỉnh mời cô bác có sự trai giới công phu tu hành đến đây để được tạo thành món quà phước đức gửi cho dân lên thân mẫu để rồi tăng văn vị nơi thất bảo. Vì được sự thương tình quý vị đến đây tham dự đông đủ, thật là một điều hân hoan và phúc lợi lớn lao gia đình. Nói cái lớn, cái nghĩa rất to, mặc dầu quý vị chưa thành Phật Bồ Tát, nhưng quý vị có công năng đưa cho nên người chết về cảnh giới cực lạc, đó là một điều hy hữu. Thứ hai là giúp gia đình thực hiện một cái hiếu, giới ơn nghĩa này sai lời gia đình, chân thành cảm ơn và chúc cho toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, thân an, tâm định, trí huệ phát khai, có công phu tu hành để ngày thầy trở về được diễn kiến thức thầy và được thầy ban cái xuống gì xin ơi. Kính thưa tăng gia, hầu hết cô bác anh chị em kính mến, hôm nay chúng ta cũng mừng chung, mừng là vì cái quả ta bà này từ xưa đến giờ chúng ta liên hồi trong đường lục đạo đã vô lượng lần, nhưng mà hôm nay thời kỳ hậu quan mà pháp rất may ở tỉnh An Giang có vị Phật ra đời, đó là lúc Bình Giáo Chủ ngài lãnh lĩnh của Đức Phật ra đời xuống đây, mục đích là đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới cực lạc. Vậy thì cái người sống ngài bảo tu, đằng người chết thì người nào có phát nguyện thì mãn kiếp hồng trần sanh lập quốc, còn người chết thì Đức Thầy chỉ vọng mà cầu nguyện. Nhưng mà vừa qua thì đối với bà hai đã mãn phần cái điều rất là tốt. Tốt cái thứ nhất là bà đã có cái trí phát huệ giác ngộ lời chỉ dấu Đức Thầy, tu đằng người chết nên khi cuộc đời của bà tay giới công phu tu hành. Vậy thì vừa qua bà đã xong cái bộ phận từ giả quả ta bà về cảnh giới cực lạc. Thứ hai là bà được cái phước thọ được 93 tuổi chứ Đức Thầy nói đời hạng ơn chết chủ sanh. Cái thứ ba là bà được cái phước lộc và dư ăn dư mặc. Rồi cái thứ tư bà được cái phước đức khi bà chết đó thì đám táng thần tự theo nghi thức tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất là tốt. Vậy thì việc làm này hòa vào thở từ bi của Đức Phật thì vong linh của bà hai ở cõi vô hình hôm nay bà đón nhận món quà rất là vui mừng. Mừng là vì con cháu thân quyến cô bác đến đây để tạo thành món quà phước đức gửi cho vong linh bà được tăng phẩm vị nơi thất bảo. Tôi xin đại diện cô bác anh chị em trong đạo tán dương với tinh thần hiếu đạo gia đình và mừng cho gia đình có song thân tương lai thành Phật. Mừng thứ hai là gia đình đã hoàn bị được cái hiếu. Vậy thì trước khi cúng đứng trước bàn Phật đại diện đốt nén hương lòng nguyện ở trên Đức Phật, Đức Thầy, các đứng bề trên tương lai hộ trì cho gia đạo được an khang và thịnh vượng, nhất là trí huệ phát khai hướng về giáo lý của Đức Thầy, lo công phu tu hành kịp qua lời Đức Thầy dục thúc chung đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Vậy thì đơn cử đôi nét tô đậm. Thứ hai nữa giúp cho gia đình đặt cái niềm tin vì thông qua gia đình và tất cả để thống nhất nhau đi vào cầu nguyện cho bà hai cái đợt này. Phần cúng bắt đầu thỉnh xây vào trong làm lễ trình hướng về của quyền đất tổ xá trình ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về tam bảo chuyên dung Đức Thầy xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xong thỉnh xây ra hướng về bạn thiên xá ma xá. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Qua phần trình tiếp theo thành tâm hướng về bàn cầu Phật xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xá xong thỉnh có vị trí cùng quỳ. Và đồng chấp hương lên trán, thành tâm khấn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ bà Đặng Thị Thường Thượng Thọ 93 tuổi, nay là lễ tuần giáp năm, và ông Nguyễn Hồng Lạc nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh đứng về. Rồi đồng xá. Rồi xá xong rồi truyền hương để cắm hương. À, trong khi chờ đợi hương hương, tôi có ý nha quý vị. Ở đời nếu mà chúng ta thọ cái gì cũng biết ơn, mình đến đây làm bổn phận, nhưng mà đến đây uống hoặc là ăn thọ trong gia đình những gì đó, tôi đại diện cô bác chị em trong đạo chân thành cảm ơn gia đình. Và cái phước này cũng xin để hồi hướng cho bà hai được tăng phẩm vị, thì ngày xưa một quyền liên nhờ đại các chư tăng mà cái phước đó nó xá được tội vào trên đề, thì hôm nay trong linh người chết cũng cần phước. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cắm hương đã xong, định quý vị xá một xá, thì chúng ta có vị trí quỳ xuống lại Phật. À, lại theo tiếng niệm Phật, kính đồng lại. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ lên. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ lên. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ lên. Nam mô A Di Đà Phật, thưa xong, thành đứng về. Xá trên giữa Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. À, để tiếp theo xá cầu được thứ nhì, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh quỳ, chắp tay lên trán, thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ bà Đặng Thị Thường Thượng Thọ 93 tuổi, nay là lễ tuần giáp năm, và ông Nguyễn Hồng Lạc 84 tuổi nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Đồng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xong thỉnh đứng về. Xá Đức Phật hai vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Để tiếp theo xá cầu đợt thứ ba, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh quỳ, chắp tay lên trán, thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ bà Đặng Thị Thường Thượng Thọ 93 tuổi, nay là lễ tuần giáp năm, và ông Nguyễn Hồng Lạc 84 tuổi nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ,
giảng sanh miền cực lạc đồng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xong thì đứng dậy. Xá Đức Phật Hai Vị Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ Phật cầu nguyện xong tỉnh xây vào trong. Hướng về của quyền đất tổ xá ma xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng về tam bảo chân dung đức thầy xá ma xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tỉnh xây ra. Hướng về bạn thiên bằng cầu Phật thống nhất xá ma xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và cầu nguyện cho bà hai đợt này đến đây là xong. Chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. À, kính thưa quý vị, đã cầu nguyện đã xong nha quý vị. Tôi là lâu anh ơi. Chưa cho gia đình rồi chưa? Gia đình chưa kìa. Dạ rồi xong rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và dạ, kính thưa cô Liên đại diện cho gia đình. Kính thưa anh chị em và dạ, chư đồng đạo kính mến. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão, cũng là ngày lễ kỳ từng giáp năm cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi. Và anh em chư đồng đạo chúng ta từ xa tới gần, mỗi người nhín nhúc thời gian quý báu đến đây, mỗi người thắp lên hoa nén hương để thành tâm lên mười phương chư Phật cho dâng linh bà thoát trốn mây đồ giảng sanh miền cực lạc. Và buổi cúng hôm nay chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là trình 3 ngôi thờ cúng trong gia đình, sau chúng ta cầu nguyện bàn hương án 1 phần 3 lượt và sau trở lại nghi thức gia đình. Dạ mời anh chị em bà con quay vào bên trong. Và xá ngôi của quyền 3 xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xá tam bảo của linh thầy 3 xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xá chân dung thầy 2 xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xá xong quay ra bàn thông thiên. Và chúng ta xá bàn thông thiên 3 xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 3 ngôi thờ cúng chúng ta đã trình xong. Và chúng ta xá bàn cầu Phật 3 xá để cầu nguyện 1 lần 3 lượt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xá xong có vị trí quỳ, không có thì đứng. Và đồng chắp tay lên trán để thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Cảm ơn chứng minh nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi. Nay là lễ từng giáp năm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Và xá một xá. Và đứng lên xá một xá để thượng hương thống nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Mới vừa đi tới rồi, cái hồng kéo vô đón rồi.
Dạ thường hơn trong chúng ta xá một xá để đánh lại Phật bốn lại. Dạ đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thôi. Dạ đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thôi. Dạ đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thôi. Dạ đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bốn lại xong và đứng lên xá chính giữa và hai vị Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Bồ Tát. Lượt thứ nhất vừa qua và chúng ta xá ba xá để cầu nguyện lần thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và xá xong rồi đồng quỳ và chắp tay lên trán để thành tâm nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường và ông Nguyễn Hồng Lạc. Bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi, nay là lễ từng giáp năm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạ. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bốn lại xong và đứng lên xá chính giữa và hai vị Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Tâm Bồ Tát. Và lượt thứ hai vừa qua chúng ta xá ba xá để cầu nguyện lần sau cùng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và xá xong có vị trí thì đồng quỳ chắp tay lên trán để thành tâm nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy cảm ứng chứng minh. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi và ông Nguyễn Hồng Lạc. Nay là lễ từng giáp năm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạ. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và bốn lại xong phải đứng lên xá chính giữa với hai vị Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba lượt cầu nguyện đã xong, chúng ta quay vào bên trong để làm lễ nghi thức. Và xá cửu quyền ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và xá tam bảo với linh thầy ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và xá chân dung thầy hai xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Và xá xong quay ra bàn thông thiên. Và chúng ta xá bàn thông thiên ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà. Ba lần cầu nguyện vừa xong và xả là chịu do lại bá gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin lấy luôn nè. Chào mấy anh. Hả, chào muộn chút xíu em. Dạ. Yeah. Ủa sao thấy 2, 4, 5 năm anh là đặc biệt không ta? Dạ. Đi thử rồi giờ đi ngang bên đây hả? Cái này trên mạng mới có. Dạ 86 tuổi. Dạ.
chuyến rồi có Thúy ở Mương Điều đi, cũng đại diện cũng 5-7 người. Vì đây là các anh mình thì là đoàn anh Sáu về đó em. Đây là bụi đó nữa. Chị để giới thiệu cho quý vị thấy là một vị đồng đạo rất đặc biệt. Đặc biệt là ở cái chỗ là có bộ râu cũng khá đặc biệt. Tên gì anh? Tên Giàu. Giàu. Út Giàu ở Ô Môn. Dạ, nói gì là mà bà con ở đó biết rồi ha. Được quá ha. Rồi qua đây mình giới thiệu, đây là ông chủ nhà giống quý vị. Ông Út, người chủ nhà. Còn anh hồi nãy nói anh gần ở Sâu Hảo, anh Năm Son, thấy anh cũng quen quen. Dạ. Dạ. Ủa vậy hả? Bị con mắt bị cườm. Dạ dạ. Cũng khó quá. Rồi chúc mừng các anh. Dạ đằng này thứ hai anh. Nếu gặp cho Tư Hôn nói hai Tùng là rành. Tư Hôn rất là dạ. Bánh lọ. Cháo đồng. Nhớ điện nó đang đi. Hai trăm cái gì? Mấy năm hay là 20 năm? Kính thưa quý vị, giờ đây thì các anh ở Thốt Nốt thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị chương trình lễ cúng tiếp theo. Đặc biệt ở đây thì mỗi một đợt cúng thì đều có người trong gia đình cùng cúng chung với đoàn, cũng rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh chị em đại diện trong gia đình. Kính thưa quý bà con, quý đồng đạo hiện diện thân mến. Hôm nay ngày lễ tuần giáp năm cho bác gái ở trong gia đình, bà tên là Đặng Thị Thường. Toàn thể bà con đồng đạo chúng ta với tình láng giềng đồng đạo nhân tức thời gian trở về đây tham dự hợp tâm cầu nguyện nhờ Đức Phật siêu độ vong linh người qua giảng về nơi cõi Phật. Giờ cầu nguyện bắt đầu, tôi xin mạn phép làm sướng ngôn điều động cho có phần thống nhất
và xin thay lời ở trong gia đình xin gửi đến bà con đồng đạo lời chúc sức khỏe và tu hành tinh tấn. Giờ đây trong tư thế trang nghiêm, mỗi người chắp nén nén hương chuẩn bị đi vào lễ cầu nguyện. Trước nhất là phần trình lễ nghi thức, kính mời toàn thể hướng trở vào bên trong. Kính xá cửu quyền thất tổ ba xá, kính xá ngôi tam bảo chân dung đức thầy chung ba xá, mời hướng trở ra bàn thông thiên, kính xá bàn thông thiên ba xá. Nghi thức ba ngôi vừa xong, tiếp theo phần cầu nguyện nơi bàn Phật, kính hướng bàn Phật xá ba xá và có vị trí mời đồng quỳ. Đứng quỳ thống nhất chắp tay hương lên tráng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê độ vạn sanh miền cực lạc. Kính xá mời đứng lên và thống nhất cái phương cấm lên bàn Phật. Chiều hả xã? Tiếp theo phần lễ lại, kính mời có vị trí quỳ xuống lại bốn lại theo tư thế lễ quỳ và đồng đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Xong bốn lại, mời đứng lên. Kính hướng bàn Phật xá. Kính xá bàn Phật để cầu nguyện lần thứ nhì. Và có vị trí mời đồng quỳ. Đồng chắp tay dâng lên tráng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê độ vạn sanh miền cực lạc. Đồng xá lại. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Xong bốn lại, mời đứng lên. Kính hướng bàn Phật xá. Kính xá bàn Phật để cầu nguyện lần thứ ba. Và mời quỳ xuống. Đồng chắp tay dâng tráng nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê độ, vạn sanh miền cực lạc. Đồng xá lại. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Xong bốn lại, mời đứng lên. Kính hướng bàn Phật sáng. Để trở lại phần nghi thức viên mãn, kính hướng trở vào bên trong. Kính xá cửu quyền thất tổ ba xá. Kính xá ngôi tam bảo chân dung đức thầy chung ba xá. Hướng trở ra bàn thông thiên. Kính xá bàn thông thiên ba xá. Phiên cúng thống nhất vừa xong, mời toàn thể đồng tự tiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là tổ đại nước của lễ tuần, lễ tuần trăm ngày cho bà cụ. Đây là tổ đại nước nha quý vị. Con cháu trong gia đình đang lo sắp đặt để mà đem nước đãi cho bà con. Chị bàn hậu cần của chúng tôi đâu mất tiêu hết rồi. Cái nụ gì đây, có một bài dừa này cũng khá đặc biệt không đi. Một bài giống cái chăm trái lắm ạ. Dạ. Hết sức ha. Nước là ngọt không? Không biết. Dạ. Ồ. Trái là hồ nhỏ nhỏ mà trái nó nằm dưới nắp nhà này nè. Đâu có giữ. Cũng đặc biệt có vậy, ngoài dừa này mình cũng chưa biết, để gặp chủ nhà chính thức mình hỏi thăm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì mình cũng có một buổi ở tại nơi đám đồng tân
ở dưới Long Xuyên khoảng vài cây số vậy. Thì nữa đây là tại gia đình của ba mẹ của cô Duyên. Hôm nay thì lễ tuần một giáp năm của bà cụ Đặng Thị Thương, hưởng thọ 83 tuổi quý vị. Thì buổi lễ hôm nay thì mình thấy trong gia đình khi khách đến thì rất là nhiệt tình, rồi chiêu đãi cũng rất là nồng hậu. Thì mình thấy cũng rất là vui mừng, nhất là các anh em, các cô bác trong thân tộc cũng rất là tập trung để lo sự cầu nguyện cho nó có phần kết quả. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi thiết thấy thì hiện tại thì giờ này khoảng 2 giờ rồi, nên chúng tôi cũng xin mạn phép để rồi mình có công việc ở gia đình nên mình phải xin phép ra về. Không quý vị, thì nhận xét buổi cầu nguyện cũng khá là tươm tất, phải nói là tinh thần cũng rất là tròn đầy, nhất là trong gia đình có ý thức được tinh thần đạo đức, lo bổn phận để mà hộ trì cùng với đoàn để rồi cầu nguyện. Đặc biệt là mỗi một đợt cầu nguyện đều có gia đình cùng để mà cầu nguyện chung, giúp cho cha mẹ của mình để rồi không bây giờ ở trong ở ngoài trước còn trống, cứ ở ra ngoài cho nó đầy cho một chút nghe, để mình quay phim thì thấy hình vô trong cái bị phức. Mấy vị đồng đạo mà tháng dài này ngang trước đó. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy, kính thưa quý ông, quý bà, cô bác, thì chư quý vị đồng đạo, chư quý vị sớm diện hiện diện kính mến, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 3 niên Quý Mão, cũng là làm từng giáp năm cho bà trong gia đình, với quý danh là bà Đặng Thị Thường, hưởng thọ 93 tuổi. Quý vị nhận được lời mời của gia đình mà cũng không ngại đường xá gần xa ngăn sông cách lộ trở về đây hiệp tâm cùng với gia đình, mỗi người nhận một cây hương để đem tâm thành của mình cầu nguyện với mười phương chư Phật cho vong linh của bà mà nương theo đó được nhẹ nhàng siêu thoát về cảnh giới an lành của Đức Phật. Qua lời minh định của Đức Thầy là tấm lòng thành gian chung chớ khiếp, đức từ bi tiếp dẫn linh hồn nén hương nguyện cầu với Phật tôn ban phước huệ cứu nàng dương thế. Và sự thành tâm lo lắng của gia đình và sự ủng hộ nhiệt tình của chư quý vị đồng đạo, em cháu theo mặt nơi gia đình gửi đến quý vị lời biết ơn chân thành nhất. Và buổi cúng hôm nay cũng như thường lệ, em cháu xin miễn thông qua dạy trước và sau quá trình lễ nghi thức, mời vị hướng như bằng Phật đồng xá ba xá. Mời vị xây vào bên trong. Mời vị hướng về cửu quyền thất tổ đồng xá ba xá. Mời vị hướng lên hồng ân tam bảo đồng xá ba xá. Mời vị hướng về chân dung Đức Thầy đồng xá hai xá. Bên trong đã xong, mời vị xây ra phía trước. Mời vị hướng như bàn thông thiên đồng xá ba xá. Xác trình ba nghi thức thường hành của nơi gia đình đã xong và đã đến phần cầu nguyện. Mời vị giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, hướng như bàn Phật đồng xá ba xá về đồng quỳ. Đồng chắp tay và hương dâng lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường, hưởng thọ 93 tuổi, nay làm từng giáp niên. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. A Di Đà Phật, nguyện xong mà vị đứng lên. Và đồng xá một xá và thu hương quý vị dâng lên bàn Phật.
Những nén hương thành kính của quý vị được dâng lên bàn Phật trang nghiêm đã xong, giờ đây đến phần lễ lại, mời vị sám một xá và đồng quyền. Đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Bốn lần lễ lại đã xong, mời vị đứng lên. Và xá chánh giữa và hai bên chánh giữa Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Thời cầu nguyện thứ nhất đã qua, về đây đến hiệp thứ nhì, thứ ba xin miễn hương, mời vị hướng như bậc Phật đồng xá ba xá và đồng quyền. Đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi, nay làm từng giáp niên. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Bốn lần lễ lại đã xong, mời vị đứng lên. Và đồng xá ba xá tam niệm như trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời cầu nguyện thứ nhì đã qua, về đây đến hiệp thứ ba cũng là hiệp chót, mọi vị hướng như bằng Phật đồng xá ba xá và đồng quyền. Đồng chắp tay dâng lên trán nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Thường hưởng thọ 93 tuổi, nay làm từng giáp niên. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. A Di Đà Phật. Đảnh lễ Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Bốn lần lễ lại đã xong, mời vị đứng lên. Và đồng xá ba xá tam niệm như trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba thời cầu nguyện thống nhất trước bằng Phật đã xong, mọi gì xây vào bên trong. Về đây đến phần nghi thức kết thúc buổi lễ, và mọi gì hướng về cứu quyền thất tổ đồng xá ba xá. Mọi gì hướng lên nào mang tam bảo đồng xá ba xá. Mọi gì hướng về chân dung Đức Thầy đồng xá hai xá. Bên trong đã xong, mọi gì xây ra phía trước. Mọi gì hướng về bàn thông thiên đồng xá ba xá. Mọi vị hướng như bằng Phật đồng xá ba xá. Buổi cầu nguyện cho bà đến đây cũng đã viên mãn, trả lời sự tự do lễ bái của nơi gia đình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là gia đình của cô Út Duyên, những người con cháu rất là đông. Cảm ơn nha. Đây là hậu cần chánh hay gì? Con tên gì? Dạ con tên Chiến. Chiến hả? Dạ. Nhớ chú Rành vậy đó hả? Quá gần không nhớ được, sao quên được. Rồi, mai mốt nhớ vô Tùng Quê YouTube coi nha. Rồi. Rồi, chắc là chú phải về rồi. Để hồi nữa lâm chân hẳn tay lên lửa đi. Rồi nhớ nồi lễ tôi lên lửa. Thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê xin chào quý vị, quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Và giờ đây Tùng Quê xin tạm dừng bộ phim hôm nay tại đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.